Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày mùng 2 tháng 3, công an huyện Ia Grai Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hiếu, 20 tuổi, ngụ thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai về hành vi giao cấu với người chưa thành niên theo khoản 2 điều 145 bộ luật hình sự. Thông tin ban đầu, Hiếu có quan hệ yêu đương với nữ sinh L và hai người trốn nhà, rủ nhau đi chơi nhiều ngày. Do gia đình mất liên lạc, nghĩ cháu L mất tích nên trình báo cơ quan chức năng truy tìm. Trước đó, như đã đưa tin, trưa ngày 24 tháng 2, VTML điều khiển xe căn máy biển số 81 AU01471 đi từ 12 giờ thứ Bảy ngày 24 tháng 2. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không được nên đã trình báo cơ quan chức năng. Tối ngày 25 tháng 2, sau hơn một ngày mất liên lạc với VTML, anh Nguyên nhắn tin cho con gái với nội dung về nhà đi con, ba mẹ mong con, con ơi, con ở đâu? Ba mẹ đi đón con về, về đi con, ba mẹ không mắng con đâu. Đến 22 giờ 14 phút cùng ngày, từ Zalo của VTML có dòng hồi âm cầu cứu, ba mẹ cứu con với đi, con không sống nổi mất. Sau đó, L mất liên lạc anh Nguyên được bạn bè của con gái cho biết có nhận được tin nhắn từ Zalo của L với nội dung bị bắt, bị nhốt, bị trói tay và bị đe dọa. Khi người này hỏi lại là đang ở đâu thì VTML trả lời là không biết. Đến khoảng gần 23 giờ đêm ngày 25 tháng 2, bạn bè của L gọi điện đến báo cho gia đình là L đã trốn được ra ngoài đang ẩn nấp tại khu vực làng Giang gần trụ sở công an huyện. Tuy nhiên, khi bố mẹ đến khu vực này tìm kiếm thì không thấy. Đến sáng ngày 26 tháng 2, gia đình ông N đã tìm thấy cháu L tại một phòng trọ trên địa bàn thị trấn Ia huyện Ia Thời điểm tìm thấy, sức khỏe của cháu L bình thường nhưng tâm lý lo sợ. Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ nữ hành khách tố bị nhà xe bóc cổ, thả ở giữa cao tốc. Lực lượng chức năng cũng đang xem xét hàng loạt lỗi vi phạm của xe này liên quan vụ xe dù mang biển số 14B 04278 ngang nhiên chạy tuyến cố định Quảng Ninh Hà Nội đón trả khách dọc đường và bị một nữ hành khách tố cáo bị người của xe này hành hung, một chỉ huy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh triệu tập chủ xe và những người liên quan đến làm việc. Hiện đơn vị đã tạm giữ phương tiện, đang xem xét xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải đối với chủ xe Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đã làm việc với chủ xe, tài xế thông báo tìm nạn nhân, xác minh tình trạng sức khỏe để điều tra, làm rõ nội dung tố cáo, vị chỉ huy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh nói. Theo một cán bộ thanh tra giao thông sở giao thông vận tải Quảng Ninh đối chiếu với quy định hiện hành tại nghị định 100 năm 2019, tài xế và chủ xe nói trên có thể bị xử phạt nhiều lỗi. Điển hình như lỗi điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé nhưng không đưa vé cho hành khách thu tiền vé cao hơn quy định, sang nhượng hành khách dọc đường cho xe khác mà không được hành khách đồng ý, đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách, bắt ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn, điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hành khách không gắn thiết bị giám sát hành trình, không lắp camera theo quy định, đón trả khách trên đường cao tốc, xe không có biển hiệu, phù hiệu. Các hành vi trên mỗi hành vi có mức phạt từ 800.000 đồng cho đến 5 triệu đồng cơ quan chức năng sẽ đối chiếu với quy định để xử lý khi đã xác minh được đầy đủ các thông tin vi phạm. Vị cán bộ cho hay, trước đó trên mạng xã hội đã đăng tải thông tin một nữ hành khách bị người của nhà xe 14B-04278 bóc cổ, đuổi xuống giữa cao tốc vì không chịu trả tiền vé với giá cắt cổ. Mọi người đi xe Quảng Ninh nhớ chừa xe này ra nhé, lừa đảo. Đi từ Hà Nội, Bắc Ninh 200.000 đồng, Hà Nội, Uông Bí 400.000 đồng, Móng Cái 500.000 đồng không đồng ý trả vé cao, nhà xe dở giọng côn đồ đòi mỗi hành khách 200.000 đồng, thả xuống giữa cao tốc gần cầu đuống. Khách chụp lại biển số xe, nhà xe còn bóp cổ hành khách. Nội dung đăng tải trên mạng xã hội kèm theo hình ảnh cổ một người bị xước khiến cộng đồng mạng bất bình. Theo cơ quan chức năng, chiếc xe này không đăng ký kinh doanh vận tải, không có giám sát hành trình và không có phù hiệu. Ông trung chủ xe khách nói trên lý giải nguyên nhân là phụ xe cũng tên Trung, nhà ở thị xã Đông Triều theo xe đi chơi và đã uống bia rượu khi ở đầu bến Hà Nội. Khi xảy ra đôi co giữa Trung và hành khách thì tài xế đã can ngăn nhưng không kịp. Chiếc xe này gia đình mới mua với mục đích để kinh doanh vận tải khách du lịch, tuy nhiên chưa làm thủ tục đăng ký chuyển biển kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật, ông Trung nói. Thời điểm xảy ra sự việc, tài xế lái xe tên là Trường, trú tại thị xã Quảng Yên còn người đi cùng tên là Trung, trú tại thị xã Đông Triều. Sau khi làm việc với cơ quan công an, gia đình chủ xe đã đăng tải lên mạng xã hội để tìm nạn nhân để gặp mặt, xin lỗi và sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe nếu có. Liên quan đến vụ biển thủ tiền công đức ở đền ông Hoàng Mười và cuộc điều tra công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã ra quyết định xử phạt ông BVT về hành vi trộm cắp. Theo thông tin từ cơ quan công an tỉnh Nghệ An, ngày 1 tháng 3, công an huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối với người đàn ông có hành vi lấy tiền công đức tại đền Hoàng Mười mà các cơ quan báo chí phản ánh trước đó. Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2024, BVT, sinh năm 1979, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên cùng các thành viên trong tổ trực tiếp thuộc ban quản lý đền ông Hoàng Mười xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, tiến hành thu tiền công đức được người dân đặt lễ tại các ban thờ trong đền để bỏ vào hòm công đức theo nhiệm vụ được phân công. Quá trình thu tiền tại gian nhà trung điện BVT đã lấy trộm một số tiền bỏ vào vỏ hộp bánh, sau đó mang về cất giấu trong phòng bảo vệ. Hành vi trộm tiền công đức của BVT bị mọi người phát hiện. Ngay sau đó, Công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt kịp thời tiến hành xác minh làm rõ. Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện số tiền trong hộp bánh mà BVT đã trộm cắp là 1 triệu 026 ngàn đồng. Làm việc với cơ quan công an, BVT thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Thu thập chứng cứ lời khai hoàn thiện hồ sơ, công an huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp tài sản của BVT, với mức tiền xử phạt là 2,5 triệu đồng đồng thời trao trả lại ban quản lý đền ông Hoàng Mười toàn bộ số tiền mà BVT đã trộm. Trước đó có nhiều phản ánh về việc một số cán bộ trực tại đền Hoàng Mười, xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên nghi vấn có dấu hiệu lấy tiền công đức của đền. Theo đoạn video phản ánh, một người làm việc tại đền có nhiệm vụ lấy tiền mà du khách để trên các bàn thờ trong đền rồi bỏ vào trong các két sắt công đức. Tuy nhiên, một người đã lấy tiền trên các bàn thờ rồi nhét vào vỏ hộp bánh quy đã bóc sẵn. Người này sau đó đã đưa về cất tại giường của cá nhân. Sau khi sự việc xảy ra, huyện Hưng Nguyên đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ, đồng thời đề nghị công an huyện này vào cuộc điều tra. Trong ngày 1 tháng 3, huyện Hưng Nguyên đã có báo cáo thông tin sự việc và cho biết huyện đã tạm đình chỉ công việc đối với hai cá nhân có liên quan sự việc này. Ngày 3 tháng 2, Công an quận Long Biên và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương vào cuộc làm rõ hành vi côn đồ của hai đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, gây gỗ, dùng chân đạp người phụ nữ đi xe máy cùng chiều. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cũng cho biết, hiện tại đang phối hợp cùng công an quận Long Biên và các lực lượng chức năng trích xuất camera dọc tuyến đường di chuyển của các đối tượng để nhanh chóng truy bắt. Trước đó, trong ngày 1 tháng 3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hành vi của hai đối tượng, xác định bước đầu thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên, điều khiển xe máy nhãn hiệu Way, chưa rõ biển kiểm soát, di chuyển tại khu vực Vinhome Long Biên, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội chiều cùng ngày, hai nam thanh niên đi xe máy, phóng với tốc độ cao tại khu vực quận Long Biên. Khi lạng lách để vượt một chiếc ô tô, hai thanh niên này suýt đâm vào một người phụ nữ đi xe máy cùng chiều sau đó hai đối tượng trên có hành vi bạo lực đạp trực diện vào người phụ nữ đang tham gia giao thông cùng chiều sau đó bỏ chạy rất may người phụ nữ kịp phản ứng nên chỉ loạn choạng tay lái vụ việc chưa xảy ra tai nạn nghiêm trọng nhưng hình ảnh trên đã khiến cộng đồng mạng và người dân rất bức xúc cơ quan công an cũng xác định đây là hành vi nguy hiểm và đang yêu cầu gia đình của hai thanh niên kia khi nắm được sự việc nên vận động các đối tượng ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật